Ngày xưa, có một chàng tiều phu nọ rất là nghèo. Chàng ta đang đến khu rừng để đi đốn củi. Cái cây này mệt quá. Ok, mình sẽ dùng hết sức này để chặt cái cây. Một, hai, cái gì đó rồi, cái gì đó rồi. Trời ơi, cây rìu của tôi đâu rồi? Nó lại rơi xuống sông rồi à? Không có rìu làm sao tôi chặt gỗ đây? Bỗng dưng dưới sông có một ông bột xuất hiện và ổng đang cầm một cây rìu bằng kim cương và một cây rìu bằng vàng trên tay và ông ta nói: Có phải hai cây rìu bằng kim cương và bằng vàng này là của con đánh rơi dưới sông không? Chàng liền trả lời: Dạ, không phải ạ. Cái rìu của con bằng đá rất là cũ kỹ, con dùng nó để đi chặt gỗ ạ. Hai cái rìu này không phải là của con. Thấy vậy, ông Mục liền tươi cười. Ha ha, cháu thiệt là một người tốt bụng và thật thà. Được rồi, hai cây rìu này ta xin tặng cháu, hãy giữ gìn lấy nó. Cậu ta vui vẻ nói lên. Ồ, thật hả ông Bụt? Ông Bụt cho con thật sao? Phải, ta lấy cây rìu này từ một hành tinh xinh đẹp và nó tạo ra rất là nhiều vàng bạc, tài nguyên quý giá. Con có muốn đến đó không? Dạ muốn ạ. Được rồi, hãy nhảy xuống với ta nào. Chàng liền ấp úng, nhưng sau đó chàng liền quyết định. Được ạ, để cháu nhảy xuống. Được rồi, nhảy xuống nào. Để xem ở dưới có gì nào. Một, hai, ba. Mình đang ở đâu đây? Chỗ nào đây? Tại sao mình lại có la bàn? Ôi, trời mưa vậy? Để coi có ai không? Ở đây có ai không? Tôi sợ quá, gì liếc vào la bàn để chọn server. Ok, không có la bàn, cái tôi ok. La bàn để làm gì? Ồ, có nhiều chỗ để đi quá vậy. Gì đây? Oops, Tiny Sky Block. Rồi, Reason, sinh tồn. Old Sky Block nè. Đảo trên trời chế độ Old Sky Block, đảo to gấp 5, đua top 2 tháng, 12 slot thành viên, phiên bản 11.2. What? Cái này là gì đây? Tại sao mình lại rơi vào trường hợp này? Ôi trời ơi. Bấm Iceland để thời đại đảo. Ô, đây là nơi để làm một hòn đảo Sky Block à. Ô, sự kiện đua nè. Đây là như là, à đúng rồi bạn. Đây nè, server rasmyvn.com. Và mình đang ở trên chỗ này, hiện tại là đang trời tối rồi. Sự kiện đua top Iceland Old Sky Block top 1 nè, 2 3 chỗ xin nhịp point vậy, 500.500 điểm. Vậy là cái này là cứ 1 tháng hay sao ta? Hình như là đua top cứ 1 tháng là được 1.500 điểm. Như là sự kiện đua Money nè, Old Sky Block là kết thúc vào ngày 27 tháng 9, nghĩa là trong 1 tháng này chúng ta có thể cày được bao nhiêu đây? Sky Block Old Sky Block 2 hả? Để xem nào. Đây là những công thức để chúng ta khai tạo ra một hòn đảo để mình từ từ đi xung quanh để xem thế nào đã. Hiện tại chưa có sự kiện đua tốt nào. Ok, có lẽ là trong tháng này hoặc là giữa tháng sẽ có sự kiện. Ở đây rất là nhiều P-shop để mua mảnh block đây. Thì chúng ta trong quá trình làm tìm kiếm đồ vật gì đó thì chúng ta có thể ra đây đổi đồ đó, một cái món đồ gì mà có gì thông tin bảo vệ rồi được bắn luôn, quá trời được tự sửa chữa là quá trời mạnh không nè. Đây phụ kiện đặc biệt nè, để coi đặc biệt có gì. Gỗ tài nguyên, hai cái này thành một cây gậy, gậy xung kích đánh bật lùi năm vô hạn, thông đít nó ghê à. Cái gì đây? Đổi này đổi ra để stone. Cái này là táo vàng, táo vàng. Được đấy, để coi ba cái này là cái gì. Xét thần dân à. Chúng ta nói chung là mỗi mỗi thằng dân làng á, nó đổi ra một cái thứ gì đó rất là mạnh. Như nào, tốc độ đào 3 trên 5, khoáng sản 2 trên 5. Ôi trời ơi, để kéo số cùng đây. Như nào, hiệu sức 5, chậm hỏng 10, gia tài 4. Holy quá, full chỉ số luôn mày ơi. Chỉ cần chúng ta mỗi ngày chúng ta và đào các thứ lên, đào vàng, đào kim cương, rồi chúng ta có những cái món đồ xịn thấy không, rất là xịn luôn. Cái kiếm nè, kiếm bằng sắt rồi đó, nhưng mà nó tên là kiếm thị ngân.
rồi sắc bén bốn hải thi ma, nói chung là khá là mạnh, đép nhà khá là tốt, PVP cũng tốt luôn. Đây tụi này bán kính đồ luôn, kính chúng ta phải ra đây đổi chứ phải như không những màu được hay sao á. Đúng rồi, mua nhiều màu tại vì không có màu sẵn ở trong hòn đảo nên ta qua đây để đổi màu. Ví dụ như ta muốn đổi lóc để trang trí nhà mua ở đây đó, rất là nhiều thứ ở đây luôn. Rồi đúng rồi, thì hình như hết cái đấy đi rồi phải. Bây giờ để mình xem, chúng ta mới vào thì được bốn cái thứ này phải không? Để coi menu, chúng ta có thể mua VIP cho mình nè. À, VIP, VIP hình con mắt, VIP bướm, VIP cái này là MVP King, có hát này, repair, grab, nick, fit, heal, near, fly, chặt cây nhanh, không bị kích khi áp cao quá 5 phút, cộng ngay 10.000 đô, holy shit, danh hiệu King nè, oh. Vậy là chúng ta phải mua từng cái một phải không? Ok, VIP nè, ôi gọi cái này mất công, mỗi lần mình nhớ là cái này gọi là mất công lắm rồi. Nói chung là chúng ta phải mua từng cái đi, đó, từ, mua từng cái thứ 4, và cái thứ 5, đó, King, chúng ta đã thành King rồi. Mỗi lần mình mua là có khoảng 10.000 đô, cộng vào tài khoản, mình có 99.872, thì chúng ta có thể mua đồ ở đây, đó, nhà thiếu cái gì mua cái đó phải không? Mình thiếu mấy cục này nè, mình đổi một cái, nó có cái gì đổi không? Mấy cái này chắc là mình phải đem đi đào thôi bạn, đem đi đào để đi đổi thôi. Đó, rất là nhiều đồ luôn. Nước mắt mảnh super, super bedrock, what? Mình có, mà có full bộ này luôn các bạn, mình mặc đảm bảo là ai cũng sợ mình. Mình thử mua cái super bedrock coi. Cái gì? Đổi qua đổi lại được á. Hình như trên đây có bán thì phải. Nạp thẻ nè. Mình có thể qua đây mình nạp thẻ lên Facebook. Đây, chúng ta có thể vào Facebook nạp thẻ ở đây. Thì có như đây, cửa hàng vật phẩm mà cái này mua qua rồi. Cao cấp. Super Bedrock. Mua nào? 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, mua nhiều lên. Super Bedrock là chúng ta mua vô hạn cũng được, phải không? Có ai cấm mình mua không ta? Giá có 5 phôi nha bạn. Mình có rất là nhiều phôi ở đây. Chỉ cần chúng ta nạp cạc vào thôi là có rất là nhiều rồi. Chìa khóa báu vật, mua beacon. Đây, tạm ngừng bán spawner, sửa trang bị nè, thông tin người chơi, ok. Rồi chúng ta đã có rất nhiều thứ rồi, ta hãy đổi ra cái này đi. Bỏ này vô 121, một cái mũ. Ok, 123, 12, một cái áo. 1212, tại sao mình what? Còn cái kiếm thì sao, có cái kiếm không? Để mình xem có cái kiếm không. Không có kiếm, mình kiếm gì đổi chỗ nào á, hình như đổi chỗ khác. Từ từ, hướng mặt vô coi. Bùm bùm bùm. Ui, mạnh nói này bạn. Tăng 2 sinh lực. Cái này đánh nhau chắc là không ai đánh lại mình vậy, mình chắc là bá chủ thiên hạ ở đây rồi. Wow. Để mình đâu, từ từ. Thằng nào đây? Nó nói đi theo nó kìa. Cái gì đây? Để coi nó đi đâu. Ôi, nó đi, nó rơi rơi đây nè. Rơi shit hả? Rồi cái gì xin xa lá cây dưới chân nè. Ui, nhiều thằng quá, thằng này tội nghiệp, thằng này nó nhốt mấy thằng như làng lại, nhốt lại như mấy thằng nô lệ vậy ơi. Ui, thiên thần sa ngã, what the hell. Trảm long cực giáp, mình nghi là từ cái này qua các bạn phải không? Nên đúng rồi, lấy cái này mình đổi qua cái này, rồi lấy cái này đổi qua cái này, mua cái cấp để đào cho nhanh bạn. Đó, cấp thiên sứ. Chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa cấp bình thường và cấp thiên sứ. Tại sao? Hiệu suất 5, chậm hỏng 5, gia tài 3. Cấp có kỹ năng cao cấp, khai thác nhanh. Trời ơi, rất là nhiều dòng lắm rồi. Nói chung ở đây còn cái kiếm hỏa hồ kiếm nhà lum nè. Đồ chơi những bạn có cung luôn nè bạn. What? Real đó. Vãi giáp nè bạn. Sóc đá củi. What? Hai cục đổi ra một cục. Cái gì cơ? nào mình không hiểu lắm. Vậy là nó bán ở đây, nó nhốt mấy hàng nô lệ ở đây là bán đồ cho mình. Wow. Chắc bây giờ mình phải đi kiếm một cái hòn đảo nào đó để đi tạo đảo rồi vậy. Ok, The Original Island Duo hả? True Island, Low Island, Double Fun. Ok, mình nghĩ là mình sẽ tạo cái gì đây? Black Diamond á, what the hell? Ở đây có gì? Ôi, ui cái vùng này có tuyết bạn ơi. Thôi bỏ mẹ rồi từ bò ơi. Bò mày bình tĩnh nào từ từ.
Để xem hòn đảo này nó sâu bao nhiêu. Rồi đây có ba kim cương. Thì việc đầu tiên ta làm á là phải cẩn thận thôi. Đi đào gỗ đúng không? Ý chặt gỗ chứ ai nói đào gỗ. Ui chặt một phát nó rớt hết trơn này bạn. Bây giờ là mình để xem độ sâu của nó. Khoảng 3 ô phải không? Mình sẽ đang đi đào. Đó, phải cẩn thận nha bạn. Thật là cẩn thận. Nếu không là mọi thứ nó sẽ bị đổ vỡ là mình sẽ chết ngay lập tức. Ui, no. Back no. Không quay lại được. Từ. No, từ. Chết rồi. What? Quay lại nào. Ủa chỗ này nó trơn á bạn, mình mới đi một tí thôi, từ. Này nè. Đó, từ con bò. Con bò mày đứng yên nha, thôi giết nó đi. Giết. Rồi, bây giờ mình sẽ đi. Trời chỗ này nó cục này nó trơn gì đâu các bạn. À, ôi có cát nè. À, mình nghĩ là mình sẽ làm vài thứ hay ho rồi. Chúng ta có thể mua một số không? Ta có thể mua mà. Đúng không? Nhiều tiền sợ gì? Đó. Chúng ta sẽ cần nạp thẻ vào thôi là ta có những cái thứ này rồi. Phải không? Ôi từ, nó trơn quá. Đó. Rồi đây. Rồi bây giờ là mình sẽ làm cho mình một cái thứ gọi là một nguồn tài nguyên vô tận. Thế nào là một nguồn tài nguyên vô tận? Với công thức là 3 ô nước với lại hàng rào là chúng ta có thể làm một khu đào mỏ vô tận rồi. Từ từ để mình làm cái thứ này đã. Để mình kết nối. Ở đây cho nó rộng đã. Đó. Đó. À, cho nó rộng ra. Rồi, bây giờ là mình sẽ lấy cái hòm trong đây. Và nước nó nằm ở chỗ này. Bây giờ chúng ta phải lấy đồ ở đây đã. No, đừng rớt vô đây. Để cái này qua đây. À, rồi chúng ta sẽ trồng cây. Sao mãi hạt giống nó rơi xuống bạn? Hạt giống đâu? Rơi xuống cho tao cái nào? Ui tiết rơi kìa bạn. Holy shit, từ. À, chỗ này chúng ta hiểu rồi. Một nè. Ôi, nhìn thấy ghê quá vậy. Chúng ta sẽ công thức chúng ta là sao? Đây. Làm hàng rào có đã. Không có gỗ, ai có gỗ đây. Quên. Đây. Làm một cái công thức chế tạo nào. Đó. Đây. Rồi từ xin nước chảy rồi. Nước tan rồi, what the hell. Chúng ta sẽ làm hàng rào. Hàng rào làm sao quên rồi ta. Có ai nhớ cái là hàng rào không? Hình như là phiên bản mới chúng ta làm cái vậy nè. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, hàng rào đây phải không? Rồi, đây, hàng rào đây. Có hàng rào đây nè. What? Từ. Đẩy dưới đây nè, từ. Để cho nó tạo lại hành nước đó đã. Đây rồi, hình như là mình vừa mới reset lại máy. Thì do là máy mình để lâu quá mà phải reset lại máy vậy. Nó bị lag server rồi. Ok. Thì bây giờ tình hình khá lỗ rồi đó. Để mình xem còn thiếu gì nữa không. Từ từ. Chúng ta sẽ chia ra cái hòm này bỏ vô lô. Mấy cái thứ không thiết bỏ vô đây. Thì chúng ta đôi phất hạt giống đây rồi. Ôi mãi. Ơ nó đâu rồi hạt giống. Đây rồi bỏ vô. Đó. Bây giờ đợi cây nó lớn lên nó sẽ đụng vô phải không. Rồi bây giờ mình muốn không bị văng ra ngoài ấy, chúng ta phải lắp lại. Đây lắp lại cho nó không bị văng ra ngoài. Chứ mình sợ lúc mình đào nó bay tứ tung á. Ok. Mà sẽ rải đất ra xung quanh. Rải đất ra xung quanh nó đã. Để trồng cây. Rồi, để đó đi. Bây giờ là mình sẽ đi đào. Bắt đầu đi đào rồi. Thì chúng ta sẽ xem cái độ mạnh. Khi cái cúp bình thường và cái cúp đã nạp kẹt. Bà hiểu cái nạp kẹt hay mạnh thế nào không? Cúp bình thường đây, chúng ta đào sẽ ra cái này. Còn cúp đã nằm kẹt như nè. Mạnh vãi. Từ từ để mình nhét cục nào đó quên rồi. Đây rồi, cục này nè. Mình sẽ bỏ dưới đây. Bỏ dưới đây từ nếu mình bỏ cục này dưới đây. Đó để phòng nó đào hơi bị lâu đó thấy không? Mình đập dưới đây thoải mái luôn. Thì công thức là một nước, một hàng rào và ở giữa là cục lốc và chúng ta sẽ có một nguồn vô hạn. Thì trước khi mình đào á mình phải bỏ đồ dưới đây để cho nó trống slot. Đó, rồi. Chúng ta sẽ đào đến năm sau luôn bạn. Thì
thì mình lên xem. Mình đợi trong khoảng 10 giây nha, để xem mình thu thập được bao nhiêu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây, kim cương nè, rồi emerald nè, vàng nè, ngọc lưu nè, sắt nè, khối than nè. Đây là 6 thứ chúng ta đào được, hình như còn redstone nữa phải không ta? Không, hình như redstone là không được xài ở chỗ này, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến server khá là nhiều. Thì đây là những thứ chúng ta có thể đem đi đổi. Đây, chúng ta có thêm một ngọc lục bảo đây nè, đó, bỏ vô đây. Thì những thứ này á, khi bạn đào xong á, nếu bạn có thể treo máy bạn đào á, thì bạn chỉ trong vòng một ngày bạn có thể đến mấy cái trang đến hấp á, bạn đổi đồ của mấy thằng dân làng nô lệ á, không đổi ra mấy cái kiếm bá chủ thiên hạ luôn. Thì chúng ta sẽ xem top trong tháng ai là giàu nhất, thì người giàu nhất á, là sẽ được thưởng như là một tháng được 1.000 poi chẳng hạn. Đó, thì đó là cái ốt nó mạnh chỗ này, thấy không? Không cần lava, tại vì sao lava nó khá là hên xui. Ví dụ như nó rớt vô cái khối này nè, này là lava, nó rớt vô cái búng một cái, xong chúng ta mất hết đơn đồ luôn, thấy không? Cỏ này đã được khá là nhanh và không sợ bị văng vô lava nữa. Đó, thì để mình xem mình đã được bao nhiêu cục nha. Ok, chúng ta đã đào khoảng thời gian khá là lâu rồi. Để xem chúng ta đã đào được bao nhiêu thứ rồi nha. Đây, rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ đi chặt cây lại và làm một cái hòm mới. Đây, rồi xong rồi đó. Nhanh vậy. Bây giờ mình sẽ làm cho mình thêm một cái hòm nữa. Đây, đặt cái hòm này đi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đặt những cái thứ nguyên liệu quý hiếm vào đây. Bắt, đó, cái đảo mình chỉ làm như thế thôi. Thì chúng ta đào khoảng khá là lâu thì ta thấy cái tỷ lệ nó rơi nè. Cái khối kim cương khá là hiếm phải không? Với lại sắt này cũng nhiều nè, thấy không? Khá là nhiều. Rồi, gỗ ở đây. Thì trong lúc đào ta cũng được ngọc lục bảo thì mình sẽ đem những thứ này để đem đi đổi đồ của hạng. Thì mình có thể thích thì mình có thể xây nhà ở đây luôn. Đó, xây nhà ở đây. Thấy không? Nhà vàng thích thì xây nhà vàng. Rồi chúng ta có nhà bằng ngọc lục bảo thì thích thì sẽ nhà ngọc lục bảo, để coi ai giàu hơn người đó thắng, đúng không? Ha, thì nhà là mỗi lần mời bạn bè đến xem, bạn nhớ nha, mời bạn bè đến nhà mình chơi á, nhớ đừng ai tin tưởng thì cho vào thôi, chứ nó vào nó phá một cái là tiền chúng ta nạp cạc bỏ vào nó bay đi mất luôn, không một cánh mà đi. Hòn đảo này xem nó bị mất hết. Trời ơi, uống công nạp cạc ta phải đi đu top tháng lên server chứ bạn. Thì chỉ cần nhập cái IP vào chúng ta có thể vào chơi được rồi, đúng không? Đây. Rồi, easy. Mòn đảo bao quanh những cục đất block khá là mạnh. Chúng ta sẽ đã sưu tập những bộ giáp, bộ kiếm nhanh nhất và khỏe nhất ở đây, đúng không? Thì có lẽ là mình sẽ dừng tại đây được rồi. Thì đây là hòn đảo Scarlet Oak thuộc server minecraft.com. Phiên bản từ 1.11.2 đến 1.12.2 khá là vui, chơi cũng khá là nhanh. Mình cần đánh, mình đào nãy giờ có 5 phút đúng không? 5 phút mình ra một đống nguyên liệu đúng không? Một đống nguyên liệu ở đây luôn. Thì các bạn có thể đu top thoải mái ở đây, ở server này. Thì mình hẹn gặp lại các bạn vào khoảng lần sau nhé. Thì các bạn nhớ vào server để đu top của mình để xem ai đu top mạnh hơn nha. Ok, nên mấy cái server này, cái series của mình á, để mình like, một share để mình có động lực tiếp nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.